vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Thầy Park và đội tuyển Việt Nam liên tiếp đón tin vui ở buổi tập cuối chiều ngày 26 tháng 1 tại Úc. Đội tuyển Australia đang ở trong tình cảnh vô cùng khó khăn trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội tuyển Australia bước vào trận đấu với Việt Nam với nhiệm vụ buộc phải thắng. Họ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 ở bảng B với 11 điểm, kém Nhật Bản 1 điểm và ít hơn Ả Rập Xê Út 5 điểm. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu với những chiến binh sao vàng, đội tuyển Australia đang gặp vấn đề nghiêm trọng về lực lượng. Trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Graham Arnold không thể tập trung hàng loạt trụ cột như Harry Solskjaer, Adam Taggart, Iwer Mabuse vì lý do khác nhau. Trong khi Harry Solskjaer, Adam Taggart bị chấn thương, thì Iwer Mabuse lại bị loại do xuống phong độ nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đội bóng xứ chuột túi cũng không có được sự phục vụ của nhạc trưởng Aiden Rustic, người đang thi đấu cho câu lạc bộ Frankfurt, vì bị treo giò do nhận đủ 2 thẻ vàng. Không những vậy, một cơn bão tuyết lớn ập đến Thổ Nhĩ Kỳ khiến hậu vệ Aji Bahic không thể bay về hội quân cùng tuyển Australia và chắc chắn là sẽ lỡ trận tuyển gặp Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đối với người hâm mộ tuyển Australia thì đây sẽ là tin không vui bởi vào ngày mai 27 tháng 1, Socceroos sẽ có trận đấu với tuyển Việt Nam. Hậu vệ trái này đang có phong độ rất cao trong màu áo câu lạc bộ. Anh là nhân tố chủ chốt giúp Greenspur trụ vững ở vị trí 16 tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ dù mới lên hạng. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Úc, hàng loạt trụ cột như Matthew Ryan, James Rego, Brandon Borrello, Danny Vukovic đều chưa thể trở về Australia. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả khi họ góp mặt vào hôm nay thì chỉ có đúng một buổi tập trước thềm trận đấu Việt Nam. Bên cạnh đó, từ đây, việc bay vào giờ châu Âu về Australia rất mất thời gian. Họ cần phải quá cảnh ở một nước trung gian và mất nhiều thời gian để chờ đợi. Chính vì vậy, điều này ảnh hưởng lớn tới thể lực của các cầu thủ, nhất là khi họ vừa trải qua trận đấu ở câu lạc bộ vào cuối tuần qua. Chính điều này khiến cho khả năng ra sân của hàng loạt cầu thủ nói trên hiện đang bị nghi ngờ. Việc sở hữu quá nhiều ngôi sao thi đấu ở nước ngoài, 16 trên 25 cầu thủ, khiến cho Australia đang phải đau đầu vì bài toán di chuyển. Tất nhiên không thể không kể tới việc huấn luyện viên Graham Arnold không thể ra sân chỉ đạo các học trò trong trận đấu này sau khi bị mắc COVID-19. Trợ lý Rene Maulestin sẽ thay thế ông nắm quyền ở trận sắp tới. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng trong trận làm khách gặp Australia vào ngày mai 27 tháng 1 khi tất cả các thành viên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ban tổ chức nước chủ nhà thông báo toàn bộ các thành viên đội tuyển Việt Nam có kết quả âm tính với COVID-19, qua đó đủ điều kiện để thi đấu trong trận gặp Australia vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 27 tháng 1. Đây là một tin vui với huấn luyện viên Park Hang-seo khi đội tuyển Việt Nam có một lực lượng đầy đủ trong chuyến làm khách lần này. Trong thời gian qua, các đội bóng thường gặp rất nhiều khó khăn khi có nhiều cầu thủ mắc COVID-19. Tại Australia, đội tuyển Việt Nam được test nhanh COVID mỗi ngày một lần để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch. Ban tổ chức nước chủ nhà còn test PCR 2 ngày một lần. Công Phượng, niềm hy vọng số 1 của hàng công tuyển Việt Nam. Với kinh nghiệm từng đối đầu các lứa trẻ của Australia, Công Phượng được chờ đợi xe lưới đối thủ trong trận đấu hôm 27 tháng 1. Với kinh nghiệm từng đối đầu các lứa trẻ của Australia như U19, U23 cũng như tuyển quốc gia, Công Phượng được chờ đợi là xe lưới đối thủ trong trận đấu hôm 27 tháng 1 tới để giúp cho tuyển Việt Nam mơ về điểm số đầu tiên. Trận đấu giữa Việt Nam và Úc sẽ được bình luận và tường thuật trực tiếp 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1 trên truyền hình đa nền tảng FPT Play. Tuyển Việt Nam gặp Australia ở lượt đấu thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong bối cảnh khó khăn bùa vây. Sau 6 lượt đầu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chưa có được điểm số nào dù đã có những trận đấu ở rất gần điểm số đầu tiên. Trong trận đấu tại Melbourne hôm 27 tháng 1 tới đây, bộ đôi tiến linh Văn Toàn cũng không kịp góp mặt vì đang mắc COVID, phải tự cách ly điều trị. Thử thách cực lớn buộc tuyển Việt Nam phải đá với hơn 100% khả năng mới có hy vọng tạo ra được bất ngờ trước một trong những đỉnh núi của châu Á hiện tại. Công Phượng là một trong những điểm tựa để đội bóng áo đỏ chờ đợi ở trận này. Niềm tin lớn vào Công Phượng. Trước hết thì tiền đạo sinh năm 1995 không còn lạ lẫm với các cấp độ tuyển Australia.
Năm 2013, Công Phượng đã từng lập cú đúp bàn thắng, giúp cho U19 Việt Nam có chiến thắng chấn động 5-1 trước U19 Australia, vòng loại U19 châu Á 2014. Cho đến nay thì đó vẫn là chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Australia ở mọi sân chơi. Đây cũng là trận đấu góp phần thắp lại niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá Việt Nam sau 3 năm trầm lắng. Không giành được danh hiệu nhất định ở nhiều đấu trường, sau cú đúp bàn thắng gây tiếng vang ở vòng loại châu Á, Công Phượng tiếp tục gieo nỗi ám ảnh cho U19 Australia khi hai đội tái đấu ở giải U19 Đông Nam Á 2014. Trên sân Mỹ Đình, pha đi bóng độc diễn rồi dứt điểm thanh bàn của Công Phượng giữa vòng vây 4 cầu thủ U19 Australia giúp U19 Việt Nam có chiến thắng quan trọng 1-0, sau đó thì cũng thẳng tiến vào chung kết của giải đấu. Đến năm 2018, Công Phượng tái ngộ Australia. Lần này trong màu áo U23 Việt Nam, tiền đạo gốc Nghệ An không còn ghi bàn, nhưng những pha đi bóng lắt léo, kỹ thuật của Công Phượng đã khiến cho hàng thủ đối phương vất vả theo kèm. U23 Việt Nam thắng 1-0 ở trận này, giành điểm số quan trọng để vượt qua vòng bảng, hòa U23 Syria ở trận cuối. Phần còn lại của giải đấu này là lịch sử, mở ra giai đoạn thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam. Như vậy, Công Phượng đã có tới 3 lần tận hưởng hương vị chiến thắng trước các cấp độ đội trẻ Australia, từ U19 đến U23. Ở những nền bóng đá đỉnh cao, khác biệt giữa cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia là cực lớn. Đội hình U19 Australia đã từng so tài U19 Việt Nam trên sân Mỹ Đình năm 2014, chỉ còn sót lại một cái tên được triệu tập lên tuyển, đó là chân sút Ivor Mabuf, chơi cho câu lạc bộ Midtjylland của Đan Mạch. Cái duyên của Công Phượng trước Australia không chỉ thuần túy là vận may, lối chơi lắt léo, kỹ thuật và khó lường của tiền đạo 26 tuổi luôn là thiên địch với những hậu vệ cao to, nhưng tốc độ xử lý thì không quá tốt. Tầm quan trọng của vị trí tiền đạo ảo trong sơ đồ 3-4-3. Ở trận lượt đi giữa Việt Nam và Australia trên sân Mỹ Đình, Công Phượng không góp mặt. Tuyển Việt Nam dù tạo ra thế trận tốt, sút gấp đôi Australia, nhưng thiếu những tình huống tấn công trực diện, đột biến để gây sát thương cho cầu thủ của Socceros. Ở trận lượt về này, hàng công Việt Nam yếu hơn trên lý thuyết khi Tiến Linh, Văn Toàn, Đức Trinh nghỉ thi đấu. Song huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn một Công Phượng giàu khát vọng trên tuyến tiền đạo. Công Phượng có thể được xếp đá tiền đạo ảo, vị trí giúp cầu thủ này tạo dấu ấn ở Asian Cup 2019 với hai bàn thắng vào lưới Iraq Jordan. Hiện tuyển Việt Nam không còn trung phong khả dĩ nào, nên lần đầu tiên ở vòng loại thứ 3, huấn luyện viên Park có thể dùng sơ đồ không tiền đạo. Với 3 cầu thủ tấn công răng ngang, tuyển Việt Nam đủ khả năng chơi tấn công biến hóa, khó lường hơn, thay vì phòng ngự và phản công tương đối đơn điệu như ở trận trước đó. Diện mạo mới của tuyển quốc gia sẽ được thể hiện ở cuộc so tài hôm 27 tháng 1, nơi khát vọng của Công Phượng là điểm tựa để thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo thắp sáng cầu trường. Trợ lý huấn luyện viên Australia muốn chơi tấn công tổng lực trước tuyển Việt Nam. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận, trợ lý huấn luyện viên Brent Molestin khẳng định Australia sẽ chơi tấn công dồn dập khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Đội tuyển Australia sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà vào 16 giờ 10 phút ngày 27 tháng 1 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á do huấn luyện viên Graham Arnold mắc COVID-19. Trợ lý Ren Molestin xuất hiện ở cuộc họp báo trước trận. Mở đầu cuộc họp báo, trợ lý nói, chia sẻ ông không lo lắng khi Australia vắng nhiều trụ cột. Chúng tôi muốn có những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu. Tuy nhiên, một số người phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng như treo giò hay chấn thương. Rogic, cầu thủ vắng mặt ở trận đấu ngày mai đã chơi hay thời gian qua. Vì vậy chúng tôi cần phải có những sự thay thế tốt nhất. Australia phải thi đấu kỷ luật. Đội tuyển Việt Nam rất linh hoạt, có thể chơi 5-4-1, 3-5-2 và thi đấu chặt chẽ. Chúng tôi sẽ cố gắng tấn công vào hai cánh, xuyên phá hàng thủ của họ. Về lối chơi mà Australia có thể áp dụng, huấn luyện viên Brent Molestin tiết lộ, cầu thủ Australia hiểu rất rõ những gì phải làm. Điều này quan trọng, đó là tinh thần của chúng tôi mang đến trận đấu này. Bên cạnh năng lực trình độ, sự tin tưởng giữa các cầu thủ làm yếu tố vô cùng quan trọng. Một số cầu thủ của tôi có thể chơi nhiều vị trí. Ở trận tới, tôi muốn Australia cầm bóng nhiều bên phần sân đối phương và chơi tổng lực, dồn dập trước tuyển Việt Nam. Cựu trợ lý Manchester United chia sẻ thêm về những yêu cầu với các cầu thủ Australia. Những cầu thủ có bóng của chúng tôi phải đảm bảo rằng các khoảng không và cự ly đội hình phải được duy trì một cách hợp lý nhất có thể. Australia sẽ kéo giãn hàng thủ đối phương và tìm những khoảng trống để mở ra cơ hội ghi bàn. Kiên nhẫn là chìa khóa đánh bại đội tuyển Việt Nam, đó là điều cơ bản mà chúng tôi muốn các cầu thủ hiểu rõ.
Chúng tôi không chơi chậm nhưng sẽ có những đường truyền quyết định từ những cầu thủ làm bóng để giải quyết trận đấu này. Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Brent Molestin cho biết, đội tuyển Việt Nam không có lực lượng tốt ở trận này, nhưng Australia tôn trọng mọi đối thủ và sẽ chuẩn bị tốt nhất, thi đấu tập trung và tìm ra cách để giành kết quả tốt cho họ. Những gì chúng tôi có thể hiểu về họ là đội tuyển Việt Nam rất hoạt bát, giàu năng lượng và làm việc chăm chỉ. Họ rất linh hoạt về chiến thuật và thi đấu thì rất chặt chẽ. Thưa quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy share và like video này. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất từ bóng đá được chúng tôi cập nhật mỗi ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.